kính chào quý vị. Hải Công Minh đang có mặt ở góc đường Tổng Đốc Phương. Bây giờ là Châu Văn Liêm quý vị, với đường Hải đường Lãng Ông. Sài Gòn sáng ngày 28 tháng 7 năm 2017. Giờ Sài Gòn đang nắng nhẹ quý vị. Nhiệt độ khoảng 29 độ C. Đây đường Tổng Đốc Phương rồi chị. Bây giờ là Châu Văn Liêm á. Cắt ngang phía trước là đường Trần Hưng Đạo. Bên tay trái là khách sạn Thượng Hoàng. Đó, đây gọi là khu vực chợ lớn. Chinatown Sài Gòn cái gì, cách du lịch hay gọi á, nơi mà có cộng đồng người Hoa ở đông. Người Nhật người ta giúp xây dưới thời tổng thống Mỹ Nhật Thiệu vậy. Có
tên Chợ Rẫy vì ngày xưa thời thuộc địa thời Pháp xưa vậy, nơi đây còn là cái xóm rẫy á. Bây giờ nhà cửa đất đai lên giá quá trời, hết rẫy rồi, không phải là Đại học Y Dược, bệnh viện cái gì khám bệnh nổi tiếng. Thank you.
buôn đồ ăn sáng thì thấy vui không, uống cà phê. Xe để ngoài trời đúng vậy ha. Ok, thank you, see you quý vị nha.